xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9:30 sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024. Mình đang có mặt tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị ha. Trước mặt của chúng ta là bùng binh nước này. Đó, Đà Lạt sáng hôm nay thì trời âm u quý vị, không có nắng rực rỡ lên như là ngày hôm qua ha. Buổi sáng khá là lạnh, nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 18 độ C. Buổi sáng thì nhiệt độ tầm 12-13 độ C thôi quý vị. Ở trong con đường Nguyễn Thị Minh Khai thì quý vị thấy có những cái cây hoa phượng tím nó nở khá là rực rỡ, khá là đẹp ha. Đó. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cho nên chi đường phố Đà Lạt nó cũng khá là nhẹ nhàng và lưa thưa thôi. Đó, người dân thông thả đi lại quý vị ha. Trước mặt của chúng ta là bưu điện đó, bưu điện trung tâm thành phố Đà Lạt. Hiện tại bây giờ người ta đang tiến hành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa ha. Đây là con đường Lê Đại Hành quý vị, dẫn thẳng lên khu Hòa Bình ha. Bà con mình mà ai rảnh rỗi lựa chọn đi du lịch những ngày mà thoáng thoáng như thế này, thấy nó đúng chất Đà Lạt luôn. Người lưa thưa đi lại. Tình hình hoa mai anh đào ở thành phố Đà Lạt vẫn chưa đẹp. Có một vài địa điểm ra hoa, ví dụ như là Cầu Đất hoặc là Mộng Đào Nguyên, tuy nhiên nó vẫn chưa rực rỡ. Cầu Đất thì nó ra hoa nhưng mà quý vị thấy là nó cũng ra lá luôn. Đấy, có một bà cô đẩy một chiếc xe đạp đi bán cam, bán quýt, bán chanh, bán ổi, nói chung là bán trái cây đó quý vị. Khá là nặng luôn quý vị ạ. Đẩy chiếc xe này mà lên cái dốc này mà nó là đuối luôn. Mình đi bộ không thôi là cũng thấy là cũng thở rồi. Rất là khổ ha. Ngày bên bán hết một cái sọt như thế này cũng có thể kiếm được 200-300 ngàn ha, bằng một ngày công. Ở đây thì có một bà cụ đội cái nón lá và hàng ngày thì ngồi ở đây khá là buồn. Bà ngồi cả ngày cả đêm ở đây quý vị. Buổi tối cũng thấy bà ngồi, trời nắng cũng thấy bà ngồi, mà trời mưa cũng thấy bà ngồi luôn. Bà cô đẩy lên dốc mệt quá rồi dừng lại cũng nghỉ ngơi chút ha. Những ngày cận Tết này thì nếu như mà nhìn sâu vào tình hình buôn bán của bà con mình thì nó cũng khá là chậm luôn. Những anh xe ôm xe ráp thì cũng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cũng cứ ngồi trong nóng như thế này thôi, ngồi rải rác khắp nơi ở thành phố Đà Lạt vậy đó quý vị. Đó. Trên kia là đường Nguyễn Chí Thanh, là một đường thần thái năm xưa đó quý vị ha. Đây là cái bậc cầu thang mỏng đẹp dẫn thẳng xuống chợ Đà Lạt đó quý vị. Ở trên kia thì có những cái bà con mình đang đi chụp hình du xuân kìa. Còn khoảng gần 3 tuần là đến Tết rồi. Cho nên chỉ những ngày này thấy bà con mình đi chụp hình với những cái tà áo dài truyền thống đó, nhìn rất là đẹp. Và đa số là những cái bạn trẻ như vậy ha. Năm nay phong trào chụp hình bằng áo dài truyền thống nở rộ luôn, giống kiểu là cái mốt du xuân hiện tại bây giờ đó. Và đây là hình ảnh đúng với truyền thống của Việt Nam, đó là những tà áo dài, quá tuyệt vời. Dọc này thì có những bạn trẻ ngồi uống cà phê rất là đông đó, uống cà phê dọc theo cái khu Hòa Bình này. Cà phê cóc mỗi ly tầm khoảng 15-20 ngàn thôi quý vị, khá là rẻ. Mình dòng qua con đường Phan Bộ Châu này rồi dòng xuống con đường Lý Tự Trọng ha. Đây là đường Phan Bộ Châu. Ở ngay khu vực này thì có khá là nhiều những cái tiệm vàng lâu đời của thành phố Đà Lạt, như là tiệm vàng Kim Hòa Luận. Vàng sau những ngày nó xuống giá, rớt giá thê thảm, đến nay nó có những người nó có nói là có khả năng sẽ lập đỉnh khi mà cuộc chiến tranh bùng phát giữa Liên quân Mỹ Anh tấn công lực lượng Houthi ở Yemen và làm cho giá vàng thế giới tăng cao thì giá vàng Việt Nam cũng tăng thêm luôn.
tới đây là trung tâm thương mại Đà Lạt Center quý vị. Đó. Tết đến sau lưng rồi, rất là nhanh. Những ngày cận Tết này là tình hình buôn bán của bà con mình cũng thấy nó rất là chậm, đặc biệt là những cái mặt hàng thời trang, những cửa hàng thời trang ở trong chợ đó. Tới cái cảnh mua bán nó điều hưu thôi rồi luôn quý vị. Lâu lâu mình có việc dẫn vợ đi chợ lang thang đi vào trong đó thấy nó cảnh buôn bán nó điều hưu lắm. Quán cơm miền Tây Ba. Tới đây rẽ phải là xuống đường Lê Thị Hồng Gấm quý vị, nối về lại Bùng Binh Nước chợ Đà Lạt ha. Năm xưa có cái trạm cảnh sát cơ động đóng quân ở đây quý vị này, ngay biệt thự cổ này. Hiện tại đang bỏ trống không biết họ làm cái gì. Đây là miếng đất vàng luôn á. Dâu quý vị, đây là vừa dâu ha. Bà con mình lựa dâu đóng hộp rồi gửi đi đó. Để vài ngày nữa khi mà hoa mai đào ở Mộng Đào Nguyên nó sẽ nở rực rỡ mình mới lên được. Bây giờ thấy nó cũng chưa có đẹp cho lắm, mới lốm đốm như vậy thì không có đẹp cho lắm quý vị. Trong này là khách sạn Mường Thanh này, khách sạn 4 sao đó quý vị, nằm trong một cái tòa nhà cũng khá là cổ ha. Đấy, Mường Thanh nổi tiếng một thời về khách sạn đó quý vị. Xuống đây nếu như quẹo trái đi đường dưới là đường Bùi Thị Xuân quý vị ha. Bây giờ mình vào con đường Lý Tự Trọng đi. Lâu lâu đi vào đây xem con phố nghệ thuật. Khách sạn của Đà Lạt bao la, giống như lễ Tết dương lịch vừa rồi và cái dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập thành phố Đà Lạt đó. Du khách lên cũng rất là đông nhưng mà phòng thì không bao giờ cháy. Và giá phòng thì vẫn giữ nguyên, không có tăng ha. Thì tình hình khách sạn dịch vụ dịp Tết nguyên đáng tới đây thì mình nghĩ cũng sẽ còn trống mà thôi. Bà con mình cũng không cần phải lo lắng là thiếu phòng. Mà nếu như mà họ có dít cái giá lên thì cũng tăng tầm khoảng 10 đến 20%. Tăng vài chục ngàn cho vui rồi quý vị. Xe máy thì cháy ha. Xe máy là những cái ngày mà như là lệ như vậy là cháy luôn á. Không có, có nhiều cơ sở là không có xe để giao đấy. Còn khách sạn thì bao la. Bà con mình khỏi lo ha. Con đoạn đường Lý Tự Trọng thì bắt đầu từ khúc này kéo dài vô trong là rất là thiên nhiên. Cây cối thông và những cái mảng rừng cỏ dài. Ở trên là đồi Dinh Tỉnh Trưởng đó quý vị. Hôm qua hôm kia thì có trình diễn thời trang ở trên con đường này. Trình diễn thời trang của bà con đồng bào người dân tộc Cờ Ho, mang những cái thời trang thổ cẩm. Đó. Khi mà chui vào con đường này cái là thấy nó rất là mát luôn quý vị, thậm chí là lạnh luôn. Có những em họa sĩ ra ngồi vẽ tranh ha, những sinh viên mà học ngành họa sĩ đó quý vị, họ cũng đi thực tập và lên Đà Lạt tìm cái nguồn cảm hứng đó để cho ra những tác phẩm của riêng mình. Những em học bên hội họa đó thì thường xuyên lên Đà Lạt để thực tập. Đà Lạt dù như thế nào ấy nữa thì vẫn luôn luôn cho các nghệ sĩ có những nguồn cảm hứng để mà sáng tác đó. Nào là thơ, nào là văn, nào là hội họa. Xuống đây là con đường Võ Thị Sáu quý vị, nối ra đường Bùi Thị Xuân ha. Tầm khoảng tuần nữa là
có lẽ bà con mình sẽ bày đào quất hoa hòe ra bán rồi đó. Và nó làm cho cái không khí Tết nó sẽ đậm chất hơn đó. Hy vọng năm nay bà con mình bán được đồ ha. Nhưng mà cũng đừng có ra nhiều quá. Nếu như mà bà con mình ra nhiều quá mà cũng tình hình mua bán trong năm nay nó ế như vậy đó, nó chậm như vậy, bà con mình ra nhiều quá là coi chừng cũng không hiệu quả. Ra đây là con đường Bùi Thị Xuân quý vị. Hôm vừa rồi bữa tối mình đi ngang qua đây thì thấy có những cái tiệm nước người ta trả mặt bằng. Và hiện tại bây giờ thì có người khác thuê để mà sửa lại, để mà buôn bán đó quý vị. Ví dụ như mặt bằng này, trước cái tiệm nước nhìn nó cũng phong cách đẹp lắm quý vị, không hiệu quả thì bây giờ người ta phải thay đổi thôi quý vị ạ. Tình hình quán ăn và nhà hàng, quán cà phê ở thành phố Đà Lạt nó cũng trở nên khó khăn hơn khi mà nhiều quá và người tiêu dùng họ cũng nhàm quá và ít lại. Ở đây thì có một cái mặt bằng cho thuê này, cho thuê mặt bằng này quý vị. Đó là tiệm hải sản, quán nhậu đó quý vị. Nhìn cũng rất là đẹp, rất là xanh luôn. Nhưng không biết vì sao mà lại làm ăn không được ha. Quán ăn, quán nhậu của Việt Nam cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Và có nguy cơ là phá sản, đóng cửa đấy. Hôm nay đọc một tờ báo và thấy cũng khá là khủng khiếp khi mà ở bên Đức được quý vị, là một nước phát triển ở châu Âu đó, mà người ta thống kê rất là nhiều doanh nghiệp đang chờ phá sản trong năm 2024 này. Rồi cụ thể là đến 15.000 quán ăn và nhà hàng có nguy cơ phá sản trong năm 2024 này, khi mà chính phủ Đức họ cắt cái nguồn tài trợ hỗ trợ trong cái dịp Covid vừa rồi đó, thì họ có những nguồn kinh phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng mà nay thì họ cũng cắt đi. Và những cái doanh nghiệp mà xông vào những cái nguồn bầu sưởng hỗ trợ như vậy thì có nguy cơ là gì, là thiếu vốn và nguy cơ đóng cửa phá sản, là một con số khá là khủng khiếp đối với một cái nước phát triển. Thì tình hình như vậy, thế giới như vậy, nhiều nước làm ăn khó khăn như vậy thì Việt Nam mình thì còn đâu có ngoại lệ đâu vị. Nhiều quán ăn, nhiều nhà hàng nó cũng khó khăn lắm luôn, ế lắm luôn. Hiện tại ở trên con đường Bùi Thị Xuân này á, thì mặt bằng phải nói cho thuê la liệt, ngày càng nhiều. Mình đi hồi nãy giờ là phải thấy vài cái mặt bằng là chuẩn bị cho thuê rồi, đang dán bảng cho thuê rồi quý vị. Đi hướng như thế nào là lên ngã năm đại học rồi quý vị ha. Bên này là trường tiểu học Nguyễn Trãi này. Quán Tân Long, cái nem nướng Tân Long này cũng ngon nữa quý vị. Buổi tối chiều chiều là người ta bán và nó ngồi chật kín luôn. Gia truyền, người ta ghi là gia truyền luôn ha. Nem nướng gia truyền Tân Long. Hồi trước mình vô ăn thấy du khách và người dân địa phương ngồi ăn mà nó kín mít luôn. Trong những con hẻm này á thì nhà trọ rất là nhiều quý vị ha, đặc biệt là nhà trọ cho sinh viên ấy. Trước mặt của chúng ta trong khuôn viên những nhiều cây đó là trường Bùi Thị Xuân, ngôi trường cấp 3 trước 75 cho đến giờ.
Hồi trước có rất là nhiều cô chú anh chị đã học ở trong ngôi trường này và nó kéo dài cho đến hiện nay luôn. Đấy. Trước này thì có một cái công viên nho nhỏ à. Hồi trước con đường này nó nhỏ lắm và nó xuống cấp, bây giờ người ta cũng làm lại khang trang này. Trường chuyên nó quý vị, trường gọi là đạt chuẩn quốc gia đấy. Sinh học ở trong này là đa số là học sinh giỏi luôn. Theo con đường này là xuống dưới đường Đinh Tiên Hoàng quý vị ạ. Bên phía tay phải của chúng ta là thành ủy của thành phố Đà Lạt. Trong này có những cái căn nhà người ta bỏ trống này quý vị này. Đó. Khuôn viên đẹp à. Những đất vàng luôn á. Nhiều tiền lắm đấy. Cà phê Cali có lẽ họ đang sửa chữa lại sao, ông thấy hoang tàn quá trời của đất. Ra đây nếu như quẹo trái là chúng ta sẽ lên ngã năm đại học quý vị ha. Đó. Mình quẹo phải vào đường Đinh Tiên Hoàng và về lại trung tâm thành phố. Ở bên phía tay trái của chúng ta là sân golf đồi cù. Đồi cù này trước những năm 90 đó thì là một công viên mở, bà con du khách của mình, người dân địa phương vào ra thoải mái luôn. Nhưng mà sau năm 1990 thì người ta đã rào lại và giao cho doanh nghiệp làm sân golf, và đây là sân golf 18 lỗ đầu tiên của Việt Nam luôn. Cho đến hiện tại bây giờ thì có một cái tòa nhà câu lạc bộ golf đang xây dựng mà sừng sững ở trong đó, và báo chí viết thì đây là một tòa nhà xây không phép, sai phạm, xây vượt phép, và chính quyền thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt cái doanh nghiệp này. Doanh nghiệp chủ đầu tư mà xây dựng cái tòa nhà này đó là công ty Hoàng Gia Đà Lạt, 240 triệu và yêu cầu phải tháo gỡ công trình trước ngày 25 tháng 1. Và sau ngày 25 tháng 1 nếu như mà công trình này chủ đầu tư không tự động tháo gỡ thì chính quyền sẽ tổ chức lực lượng đến để thực hiện cưỡng chế. Đó. Thì nhiều người đang rất là chờ đợi sau ngày 25 tháng 1 thì sẽ như thế nào. Đó. Mình cũng rất là chờ đợi cái vấn đề này luôn. Tại vì đây là một cái vấn đề cực nóng trong cái sân golf này. Có nhiều người nói là xây tòa nhà này lên gọi là vô pháp vô thiên, phá vỡ đi cái cảnh quan một cái danh thắng ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Bên ngoài thì Đà Lạt vốn dĩ đã khá là lộn xộn trong vấn đề xây dựng và ít nhiều gì nó cũng đã tác động vào bê tông lên khá là nhiều rồi, thì nay cái sân golf đồi cù ở trong này cần phải bảo tồn một cách nghiêm ngặt. Đó là một mảng xanh quý giá và nhiều người nói là đó là một niềm an ủi của thành phố Đà Lạt ngay giữa trung tâm. Thì nay cái tòa nhà này nó cũng phá vỡ, phá nát đi cái sân golf này luôn, phá nát đi cái đồi cù này luôn. Đó, mình đi ngoài này nhìn vào trong là thấy một cái mảng đất đá khổng lồ nó nham nhở trong đó đó quý vị. Cổng vào của công trình là nó nằm đây ha. Và đôi cô người ta sẽ thịt luôn. Trong này gọi là bất khả xâm phạm đó quý vị. Vậy mà có nhiều người nó phải nói là có người vì lòng tham của mình mà ngang nhiên mà sẽ thịt luôn cái đôi cô là bên phía tay phải của chúng ta là
chùa Tâm Ấn ha. Có bà con mình nói lúc nào leo vào trong đồi cù này quay cho bà con mình xem. Bây giờ người ta rào lại kín mít như thế này, nó leo vào làm sao được quý vị. Leo vào trong lỡ khi họ đánh gôn, trái gôn mà nó bay trúng đầu là gì, không ai chịu trách nhiệm đâu á, rất là nguy hiểm. Ơi xuống dưới này là hồ Xuân Hương quý vị ạ. Rẽ phải như thế này là vào khu quy hoạch Golf Valley. Ở đây có cái hồ lắng. Ở xung quanh cái hồ Xuân Hương này có 4-5 cái hồ lắng đó quý vị. Điều tiết nước trước khi mà xả ra hồ Xuân Hương đấy. Miếng đất bên này là đất vàng này, không biết của ai ạ. Họ rào lại rồi. Mai mốt tương lai không biết là sẽ xây dựng những cái vấn đề gì ở đây. Đất này là đất vàng luôn. Rất là lớn quý vị. Nó kéo dài lên trên khu vực cái ngôi chùa trên kia luôn quý vị kìa. Năm xưa ở đây người ta quy hoạch là công viên văn hóa đô thị à. Trong khu vực rào lại ở trong kia người ta cũng đang triển khai xây dựng ở khách sạn hay là trung tâm thương mại gì lớn ở trong đó. Hồi trước là thấy là triển khai máy móc tới làm rầm rộ lắm, nhưng mà nay không thấy nữa. Và cái công viên này nó cũng xuống cấp một cách thê thảm đó. Khi mà quý vị thấy rác rồi cỏ mọc tùm lum, họ cũng không thèm cắt tỉa luôn. Một công viên nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt đó, như vậy đấy. Thường thường những dịp cuối năm là họ hay tổ chức hội chợ ở đây. Hồi trước là có một công trình người ta cũng đang tiến hành xây dựng ở đây, nhưng mà nay ngưng lại rồi quý vị, do thiếu vốn hay là do sao đó. Qua bên này là khu vực biệt thự ha. Đó, khu vực này nè. Chắc cũng do thiếu vốn hay sao á, người ta ngưng lại ha. Đấy. Cỏ cây tùm, rác riết tùm lum. Một công viên nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt mà nó thấy nó cảnh mà thê thảm quá. Ít nhiều gì nó cũng tác động đến cái gọi là môi trường cảnh quan của thành phố đó. Trước mặt của chúng ta là nhà thờ Đô Bất Cô hả? Đó, trong này giống ngưng lại quý vị. Không có đồng tiền gì xây dựng nữa. Ồ, như vậy thì cũng tốt thôi. Đó, cỏ, vì thế không? Một công trình ngay trung tâm mà cỏ với rác quá trời rác. Nhiều xe họ cũng vào trong này đầu á. Chính vì rác nó vương vãi tùm lum luôn.
phong phú, nhà xe phong phú. Ồ, phong phú, bây giờ ra xe hoành tráng quá, đẹp quá luôn. Công viên rác quá trời rác, cỏ mọc tùm lum, thôi rồi luôn. Thấy hoang tàn ở giữa trung tâm không? Rồi, ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi cập nhật tình hình đời sống của thành phố Đà Lạt trong buổi sáng thứ hai đầu tuần như thế này. Những hình ảnh, những chia sẻ của mình thì nó cũng không có tươi vui, cũng không có đẹp cái gì, là những hình ảnh xấu xấu như thế này thôi. Đó, muốn đẹp thì mai mốt mình sẽ quay đẹp sao ha, lên Mộng Đào Nguyên quay hoa mai anh đào là đẹp hết. Rồi, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.